Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Giáng A Pháo. Mình vừa ngủ dậy mọi người ạ, hôm qua dự ở đây say quá, vừa ngủ đi ngủ nhờ nhà người dân xong, sáng sớm mình phải dậy sớm để đi theo cùng đoàn đi đón dâu. Bây giờ mình sẽ lên xem mọi người sẽ chuẩn bị đồ đi đón dâu như nào nhé. Mình sẽ cùng sẽ quay cho các bạn xem cái phong tục tập quán ở trên này của người Tây, người ta sẽ đi đón dâu như thế nào. Các bạn cùng mình theo dõi nhé. Đây, mình bắt đầu vào, mọi người đang chuẩn bị khá là đông đúc trong nhà bếp ấy. Mình vừa hỏi các bà xong bảo là đây, cái này phải làm chú Monica rồi. Cái chầu cao này phải đưa mà thành chẵn hết. Hôm nay là ngày cưới vợ ấy, là không được làm lẻ, phải làm đôi hết, phải đi đâu phải có đôi có cặp ấy. Mọi người rất rất nhiều chầu mấy bà. Ở đây có tùng nhai chầu mọi người ạ. Mọi người thấy nhai chầu này đỡ bị sâu răng này, răng chắc chắn nhưng mà nó lại có màu. Mọi người để ý là các bá trên này ấy, thì ăn dầu lâu thì phải răng đen, răng đen. Nhưng mà lúc nào đi đâu về tôi đem răng dùng mà đi ăn một miếng môi đỏ đẹp lắm. Vâng, môi đỏ đúng rồi, ăn chầu sẽ môi đỏ nhưng mà răng hơi đen thì thôi. Vâng, mọi người đi các bá trên này ai cũng bị, phải ai cũng răng đen ấy, môi nhưng mà môi lúc nào cũng đỏ luôn, không cần với son. Cái chầu này rất là cay nhá, mà thêm cái vị của loại này nhỏ. Vâng. Người sẽ đơm vào cuộn trầu này với cái người ta gọi là khoai ấy, xong một chút một chút cái phon hút này. Thuốc lào ấy, thuốc lào với vôi ấy mọi người ạ, thuốc lào với vôi mọi người nhai.
đây. Muốn vào. Bà đang nhai trầu. Bà nhai mấy chú bèn mấy bà ơi. Ơ bà nhai trầu đi trong chú bèn. À vậy, nhai mấy bà này vậy. Đây là sính lễ đón dâu này. Có một cái gậy một bên người ta hai đầu người ta sẽ nhuộm màu hồng màu đỏ đấy. Thế nên rất là đơn giản, hai vào hai cái giỏ có rượu, có nước, có thuốc, có chè. Tôi sẽ quay trực tiếp nhé. Nó tất cả mọi thứ đều được buộc bằng cái dây đỏ này. Đó, rượu cũng thế, tất cả mọi thứ đều buộc bằng cái dây đỏ này. Trước khi đi đón dâu ấy thì mọi người sẽ họp lại. Đây là chú rể mặc áo màu nâu nâu đây. Ở đây thì phù rể nhá, phù rể sẽ mặc áo trắng nhá, còn phù dâu thì sẽ mặc áo truyền thống của người Tây, áo màu đen và đai màu xanh nhá. Mình thấy một bạn rất là xinh. Mọi người trước khi đi nhé, đều mỗi người phải uống hai chén rượu. Mỗi người phải hai chén rượu và một chầu cao, một cái ly xì để lấy lộc lấy may á. Còn mới mới chỉ đen nè. Rất khoai đai vậy. Rất khoai đai. Rất khoai đai. Phải coi cho đâu. Lan mấy lan thẳng đi thân. Đây là bố của chú rể. Hôm nay đi phải thắp hương báo cáo tổ tiên mọi người. Năm đại. Năm đó. Thì khoai có năm đại đó. Năm đại đó. Trước khi đi mọi người đều phải uống hai chén rượu và một chén nước chè nhá, để lấy may ấy. Và cầm ly xì đó. Đây mọi người bắt đầu di chuyển, mình sẽ theo chân mọi người đi theo đón dâu nhá. Dâu cũng khá là gần đây, mình xin phép đoàn rồi. Đường khá là bẩn nên là xe đưa dâu không thể lên đây được ấy. Nên là mọi người sẽ đi bộ xuống. Bữa bản lá gì đó. Đều đi mãi mới tới nơi xe đón dâu ở đây. Là mọi người bắt đầu lên xe, đường rất là khó đi. Nên là để dọc theo ấy. Không để theo ấy. Cây để dọc theo xe đi. Theo ghế đấy. Cảm phó như không. Đang chưa? Từ từ. Ôi. Đây này cũng lấy đâu. Đây. Lấy dây khác buộc thôi. Đây này để vừa đủ ấy. Đúng. Đấy là cái này đếm. Đấy, đâu không phải buộc cái. Làm bằng dây gì này? Chứ gì? À cầm cái nón này là tí cho cô dâu đúng không? Anh đội à? Anh phải đội đúng không?
tôi chưa. Mọi người đang tiến vào nhà gái xem ô tô không thể vào được. Đường khá là bé. Không. Vào đây nhà gái mọi người ạ. Nhà gái đã ăn cưới từ hôm qua rồi nhá. Hôm nay chỉ lên đón dâu thôi. Làm cái lễ. Mình theo chân mọi người lên nhá. Nhà sàn ui. Mọi người đã chuẩn bị sẵn rồi. Đừng ngồi. Đừng. Là sao? Chị không được ngồi đấy. Em xin lỗi. Đây sinh lễ sẽ đặt ở đây này. Đó. Có dạng rồi, không có sang phòng rồi. Không sang phòng rồi. Đi về nhà đi, không có dây đấy rồi. Có dây rồi, chị em sang phòng rồi. Mùa mà nó khẩu theo ít, không ăn nào. Ăn khẩu mà khẩu cuối với này là kín mỏ với là hôm nay hôm nay vẫn có khi còn là kín này ăn cá nái tống này. Nhà sàn này khá là rộng. Một hai ba bốn năm gian luôn. Bây giờ tất cả anh em họ hàng đã đông đủ hết rồi. Họ nhà trai nhà gái. Nhà trai đang xếp sinh lễ này. Mình sẽ đây xin phép mình ra đây mình quay một chút nhé. Đấy. Sinh lễ. Ông trưởng đoàn sắp xếp. Sinh lễ đây lúc nào cũng có đôi nhá. Có đủ đôi đủ cặp hết luôn. Không được lẻ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mình thấy cái này rất hay này, mình sẽ qua đây mình cho các bạn xem nhé. Đó, những mâm cỗ đã được sắp. Đây, nhà sàn trên này người ta vẫn giữ được bản sắc này. Và cái khu bếp ở ngay bên cạnh luôn đấy. Có cái bếp ngay giữa nhà bếp luôn. Ở trên sàn. Đâu, trưởng đoàn hai họ đang nói chuyện với nhau. Mì ở trên này nhá, rất là hay này. Cái mâm, cái chiếu mà ngồi ấy thì những người mà không liên quan trong đoàn đón dâu ấy thì sẽ không được ngồi vào đâu nhá. Mình đi cùng giao lưu thì sẽ ngồi ngoài, còn những người mà đi theo đón dâu, phù rể ấy thì sẽ được ngồi trong vòng tròn của người chiếu đấy. Còn những người không liên quan thì không được ngồi. Bấy mình ngồi vào đấy thì bị bảo là bị đuổi ra. Mình chỉ được ngồi ở chỗ tiếp khách này thôi. Còn trên kia là làm lễ, đang làm lễ xin dâu ấy, đón dâu ấy. Đấy, những người cô rể đang nói chuyện. Hai ông mình đứng xa xa, mọi người nhìn mình thấy hơi ngại. À, có một phong tục nữa là tất cả nam giới đều phải đội mũ. Đây. Bên nhà gái đang nhận sính lễ. Đó. Mình để ý là mãi chưa thấy cô dâu xuất hiện. Mẹ đang nhận sính lễ. Người đây sẽ nhận sính lễ và lấy cái dây đỏ của bên nhà trai ấy tết vào với nhau nhá. Tết thành mình đấy, tết vào cái hình thành hình vuông này, rồi để nhỏ là trả lễ. Mình vừa nghe mấy bá kể thôi, mình cũng không. Đấy, sẽ trả lại sinh lễ bằng này, có xôi, có thịt và có rượu nhá. Đấy, nhận lại lễ và trả lại lễ đây. Buộc xong rồi lại cho vào cái, cho hai cái làn tiếp. Mình đếm ở đây có 9 chai. Hình như là 9 bỏ làm 10 thì phải. 9 chai rượu cũng ngạo. Đấy, mọi người sẽ tết như cái chị kia kìa. Cái dây đỏ này là của nhà trai mang đến nhá. Tết vào xong buộc tất cả mọi thứ vào cái đỏ. Như gọi là sợi dây tơ hồng á. Từng túm. Mình thấy một đĩa, một khay rượu luôn.
Có phải muốn đón được vợ thì anh có phải muốn đón vợ được phải uống hết khay rượu đấy không? Là cả đoàn phải uống hết khay rượu đấy. Cả đoàn phải uống hết khay rượu đấy à? Thế mình không biết uống rượu không lấy được vợ người Tài đâu nhá. Mọi người ai muốn lấy vợ người Tài phải uống rượu một khay rượu to luôn. Ở xa mình mọi người không biết đây. Đây mình ở đây. Đó. Đây mình sẽ góc ra góc quay máy bên này đi để xem. Đó, chia mỗi người. À, cũng mỗi ngày 2 chén. Giống như lúc ở nhà gái ấy. Mỗi ngày 2 chén rượu. Một chén nước chè. Đấy. Ôi dồi, uống rượu khiếp thế. Lại thêm một đợt rượu nữa. Mình để ý là chỉ bên nhà gái, nhà trai phải uống thôi nhá. Nhà gái không phải uống. Buổi sáng sớm này combo sao là ở nhà trai đã hai chén đầy nhá. Về đây chén này là chén thứ 5 rồi. Ôi dồi, buổi sáng sớm làm 5 chén đầy thì chắc mình hẹo luôn mất. Ơ, xong rồi đúng không? Xong được không anh? Mọi thủ tục đã gần như xong hết rồi nhá. Đây, tất cả các mọi đồ đã xong rồi. Nói chuyện xong thì mọi nhà trai sẽ lại phải xuống đến nhà một lúc đã mới được lên. Và cái sính lễ này sẽ được đặt lên bàn thờ để báo cáo tổ tiên. Đặt mâm. Tất cả sính lễ, cả quần áo, cả đấy nhá. Đấy. Sẽ có một bác, một vâng. Sẽ có phải cụ để báo cáo tổ tiên đúng không ạ? Vâng, đấy. Đấy, báo cáo tổ tiên và con rể, con dâu phải phải báo cáo. Nói chuyện xong ấy, nhà trai thì phải nhận cái sính lễ này. Sính lễ để ra ngoài trước. Rồi mới bắt đầu lên lạy tổ tiên. Để mang ra xe cất trước. Mọi người đã cúng tổ tiên xong rồi. Ôi cháu tưởng là còn phải lên lạy nhưng không phải à? Còn hết đâu, đi đâu hết rồi à, về đâu? Chỉ cúng thôi đúng không? Cúng thôi xong rồi. À vâng, em mình thấy cúng thôi, cứ tưởng là... Tưởng là bảo con rể về đây vái. Không phải đâu. Mà không thấy về thì thôi. À cúng chỉ đặt... nói đến tên tuổi thôi. À tên tuổi, đặt... tên tuổi họ hàng đặt quần áo thôi gì ạ? Ở đây thì lễ nó bình thường. Dạ vâng. Có chỗ nó phải con rể phải đứng để xong rồi. Đúng rồi, lại cháu ở chỗ cháu là con rể phải lạy ấy. Đúng rồi. Đón dâu. Đây thì chỉ thường nói về tên tuổi. Về báo cáo tổ tiên là dạ vâng. Tên đứa này hoặc này về làm con rể này thế thôi. Dạ vâng. Ngắn gọn. Đúng ra là con rể phải đứng ở đây. Ở chỗ cháu là con rể con dâu phải đứng đây lạy này, nói chuyện đây xong rồi phải lạy xong. Đấy là đúng hơn. Đấy. Đấy là đúng luật hơn. Đấy.
Bây giờ mấy tên đây à, đây chạy sản lên đấy. Hắn thì anh vô hắn à. Mọi ở đây đón dâu ấy phải ăn cơm đấy. Phải đặt mâm ăn cơm, ăn một chút rồi mới được lên đường. Mình đến đây thì sẽ phải ăn bữa cơm cùng gia đình nhé. Hiểu mặt sao xưa kìa. Thanh niên hôm qua uống rượu men sâu quá hay là bị trượt ạ. Ba mâm cơm nhá. Mình để ý là vừa nãy có đoàn nữ ngồi trên này nhưng mà phải chuyển xuống này. Phong tục trên này là con trai ngồi trên ạ. Trưởng đoàn ngồi đầu tiên, hai trưởng đoàn ngồi tiên, xong đến các thanh niên con trai ngồi trên nhé, còn con gái thì ngồi bên dưới và ngồi cùng nhau, không được ngồi cùng. Còn tí nữa giao lưu thì sẽ có thể ngồi cùng, nhưng mà lúc đầu ngồi thì con gái sẽ ngồi bên dưới, con trai ngồi riêng. Bây không phải là phòng quản hộ. Bây giờ lăng khăn quàng cổ là như nào ạ? Cái khăn quàng cổ là bà ra thứ thì mới quàng đúng không? Đi đội phải quàng cho nó đẹp mà. Vâng. Khăn quàng cổ ấy. Không, cho thấy là bạn nữ này không có này. Còn bà ấy. Bạn nữ nó còn lớp trẻ bây giờ nó không thích. Vâng. Dạ vâng. Nhưng mà lớp của bà này là phải quàng như thế mới đẹp vậy. Cháu tưởng là bà thì có chồng rồi thì sẽ quàng cái khăn đỏ đấy, còn thanh niên thì không có chồng thì ấy. Không phải đâu ạ. Không vâng. Phải, nhưng mà thanh niên bây giờ nó không biết quấn cái khăn này nó. Dạ vâng. Làm thì khó chịu đâu mà. Khăn mỏ quạ đây. Vâng vâng. Thế cháu thích lấy vợ Tây không? Cháu cũng cần Tây mà. Cháu người Tây. Người Tây ở đâu? Vâng. Cháu ở Xuân Hòa thôi. Phong thủ cháu cũng gần như này ạ. À, đấy. Vâng. Ôi, mình uống rượu sáng mà. Có mấy chén mà say quá. Lạnh như là mình ra đây ngồi sưởi lửa trên này. Ngồi chờ mọi người tí về cùng. Say quá. Chắc là mình sẽ kết thúc cái video này tại đây, dài quá. Nếu mà mọi người thấy hay thì hãy like và chia sẻ ủng hộ team mình nhé. Xin cảm ơn.